Xin chào mọi người, tôi Phận Trinh Trư là bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Mackay. Vì là để tạo dựng môi trường học tập an toàn thân thiện, đề nghị các bạn học sinh hãy tiếp tục thực sự thực hiện đầy đủ về việc rửa tay, đeo khẩu trang để giữ gìn vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, cũng đề nghị các phụ huynh cần phải đặc biệt chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ em như khi bị sốt hoặc là cảm thấy cơ thể không được khỏe, phải nhanh chóng đi khám chữa bệnh và ở nhà nghỉ dưỡng. Đồng thời, trong thời gian ở trường cũng nên đề nghị các bạn đồng hành và các bạn học phải thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học và các trang thiết bị dụng cụ. Khi sử dụng máy điều hòa không khí thì phải đảm bảo thông gió đạt hiệu quả tốt, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa tay đúng cách trước khi ăn uống, trong bữa ăn không nên nói chuyện. Không buông lỏng phòng dịch trong nhà trường, yên tâm học tập có bảo đảm, hãy để chúng ta nỗ lực cùng nhau chung tay góp sức bảo vệ sức khỏe của nhau.